Xin chào mừng tất cả các bạn đến với khóa học ứng dụng marketing online trong kinh doanh bất động sản. Như chúng ta biết, hiện nay với rất nhiều các dự án bất động sản khác nhau phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, điều này mở ra một cơ hội nghề nghiệp rất lớn cho những bạn trẻ muốn có thu nhập ổn định, hay còn có thể nói là trở nên giàu có khi tham gia phân phối các sản phẩm bất động sản đến cho khách hàng có nhu cầu với mức hoa hồng rất hậu hĩnh từ các chủ đầu tư. Tuy nhiên, để kinh doanh các sản phẩm bất động sản thành công đối với các bạn trẻ môi giới mới vào nghề hoặc những người đã làm môi giới bất động sản lâu năm là điều không hề dễ dàng. Đến với khóa học này, tôi sẽ giúp cho các bạn cái cách thức khai thác sức mạnh truyền thông từ Internet để triển khai kinh doanh các dự án bất động sản một cách hiệu quả nhất. Đây là một chương trình cực kỳ phù hợp dành cho các bạn môi giới bất động sản mới vào nghề hoặc đã hoạt động lâu năm, cũng như những nhà quản lý bất động sản cần cập nhật những cái kiến thức triển khai bất động sản trên nền Internet để triển khai cho nhân viên hoặc làm việc với các agency khi chúng ta thuê các agency triển khai các dự án bất động sản của mình. Bạn sẽ học như thế nào tại kinai.vn? Khóa học được chia làm nhiều bài học nhỏ, có phần ghi chú và thảo luận với học viên khác. Để việc học thú vị hơn thì mỗi khóa học sẽ gồm nhiều nhiệm vụ, hoàn thành sẽ được thưởng điểm. Bạn có thể dùng tiền thưởng này để học tiếp khóa học khác. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận, bản online hoặc là bản in có đóng dấu công ty. Làm sao để nhập học? Để nhập học, bạn chỉ cần click nút đăng ký, sau đó chọn hình thức thanh toán phù hợp, giao khóa học và thu tiền tận nơi COD đối với học phí trên 140.000 đồng, nạp thẻ cào điện thoại, thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM hoặc Visa, Master, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán trực tiếp tại văn phòng kinai.vn. Hình thức phổ biến nhất là thẻ cào điện thoại. Bạn chỉ cần mua thẻ cào Mobifone hoặc Vinaphone và nạp mã thẻ, số seri thẻ vào hệ thống của kinai.vn. Sau khi nạp đủ tiền, bạn chỉ cần click xác nhận thanh toán là có thể vào học ngay. Bạn sẽ được xem bài học mãi mãi chỉ với một lần thanh toán. kinai.vn, website học online kỹ năng cho người đi làm với hơn 100.000 học viên đã theo học. Chúc bạn trải nghiệm học tập thật hữu ích tại kinai.vn.